thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Giang, cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới ban tổ chức cuộc thi Bước nhảy dân vũ online. Xây dựng người phụ nữ thời đại mới, có kiến thức, đạo đức, có sức khỏe, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống, có trách nhiệm với gia đình, tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Qua cuộc thi này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Giang muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng được nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, hội viên cũng như toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã. Sau đây, tiết mục xin phép được bắt đầu. Oh.
đường.